Đến hơn 19 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2022, công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe buýt với xe máy là một người tử vong ở khu vực ngã tư Thủ Đức thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, một người đàn ông 60 tuổi quê ở tỉnh Bến Tre, làm nghề phụ hồ tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy xe máy trên đường Lê Văn Việt ra xa lộ Hà Nội. Khi vừa đến ngã tư Thủ Đức, xe máy va chạm với xe buýt số 150. Cú va chạm làm người đàn ông ngã ra đường, bị thương rất nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức nhưng đã tử vong ngay sau đó. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe buýt bị hư hỏng, kính rạn nứt, chiếc xe máy bị hư hỏng. Tai nạn làm giao thông tại ngã tư Thủ Đức gặp nhiều khó khăn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an thành phố Thủ Đức đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.